Hiện tại là Đường Thanh đang ở trên khán đài của trường đua Đại Nam. Đây. Khán giả là cũng hiện tại cũng đang tới rất đông nha. Đằng kia là sân khấu đằng kia là chiều nay để giao lưu với cô Nguyễn Phương Hằng. Đây là bãi xe bên ngoài, quá trời xe luôn cả nhà. Đó. Cũng có số lượng khách cũng đang về và có một số lượng khách đang vô nữa. Chỗ ở xa, họ về trước. Đây là đi hướng đi ra mình đi thẳng luôn là ra cổng về, còn đi quẹo phải là đi ô khu triển lãm di tích rồi đó, khu trò chơi, khu vui chơi, vô biển nhân tạo. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
lại là Trường Thanh đã tới bãi xe này cả nhà. Đây bãi xe mô tô Honda đó cả nhà, coi nè. Trời ơi, bây giờ rồi lúc sáng vô á thì còn trống chỗ đậu xe, bây giờ không biết xe ở đâu mà tìm luôn. Thì bấm đồ mót nó kêu mà nó cũng không rõ là ở khu vực nào luôn. Quá trời rồi. Thôi giờ chắc đi bộ ra ngoài cổng ăn uống gì đó rồi quay ra vô chuyến xe sao, chứ bây giờ vừa nắng mà vừa không biết xe nằm ở đâu. Người dân vẫn là giờ đang vô tấp nập luôn nha cả nhà. Bây giờ là 11 giờ mấy trưa rồi. Đi khách đi vô là nhiều hơn đi ra nha cả nhà. Đây, những chiếc xe hơi này chạy vô cổng không có chỗ gửi nè, chạy ra nè. Còn gọi là đi vô. Đó, bên kia là khu trường đua xe, đua ngựa, đua chó là miễn phí vô. Miễn phí vô xem đua nè. Trường đua Đại Nam đó cả nhà. Bây giờ bên trong trường đua cũng là đông quá rồi, mình cũng không có vô trường đua được. Chút xíu rảnh nữa đó, chiếc xe nó đua á. Giờ mình đi ra cổng phụ đi, phụ cho gần. Trời ơi, để xe đó. Quá trời luôn rồi, đang sắp hàng để gửi xe, lúc sáng vắng hơn bây giờ, nhưng mà Trường Thanh nè, Trường Thanh đã sắp xếp hàng gần cả tiếng mới vô được tới bên trong. Mọi người với tỉnh lên đây, 79, 68 nè, 78, 67, 69, rất là nhiều tỉnh thành đi lên. Đây. Đồng kính người rồi, không biết phải làm sao để vô được bên trong. Còn đi bộ không? Đây, như người nắng quá ra ngoài kiếm những chỗ trú nắng mệt lắm cả nhà, đi bộ mà vừa nắng nóng nữa. Ai cũng hiếu kỳ để gặp được giao lưu cô Hằng. Khán giả rất là thương cô Hằng. Vẫn còn tấp nập xe rồi, chạy vô nha cả nhà. Vừa đi bộ vừa gửi xe bên ngoài, vừa đi chạy xe vào luôn. Bên ngoài cũng có chỗ đậu bãi xe, tất cả chỗ nào trống đều là gửi xe hết mà, nhưng mà cũng vẫn không đủ chỗ. Mình đi vô rồi bên trong này cho mát tí, đi ngoài nắng quá trời nắng. Đúng ngày cuối tuần các em học sinh không có đi học, cho nên bố mẹ dẫn các em tới. Thứ nhất là sư du tre, thứ hai là được gặp cô Hằng. Còn theo thông tin là chiều nay khoảng 18 giờ là cô Hằng sẽ giao lưu trực tiếp với quý vị khán giả nào ở lại tới giờ đó. Gần tới cổng rồi cả nhà. Không biết là bao nhiêu ngàn người, hàng triệu người luôn.
trời. Ở bên ngoài này cũng rất là cảm ơn những anh cảnh sát giao thông. Ở bên trong thì đi bộ thì kẹt cứng người, nhưng mà ở bên ngoài mấy anh cảnh sát giao thông sắp xếp rất là ổn định nha cả nhà. Ở bên ngoài là không có ùn tắc giao thông kẹt xe. Đây là cổng phụ thứ hai đường Lê Chí Dân. Còn cái cổng bên kia là mở quốc lộ 13 nha cả nhà. Rất cảm ơn các anh cảnh sát giao thông sắp xếp ở ngoài này không có ùn tắc giao thông. Bây giờ tạm thời là Tường Thanh ở ngoài này kiếm cái quán cà phê nào cái đã, này uống nước xong rồi sẽ up video lên cho cả nhà để xem. Bên trong không có wifi. Vẫn còn xe chạy vô đông lắm rồi nè. Không biết sức chứa điều đựng cho tới khi nào, chứ hiện tại là bây giờ trong rồi là muốn quá tải người rồi. Cũng có những cô chú anh chị vô trong ngọt hơi người và nắng nóng nữa, cho nên chị không nổi cũng phải chạy ra, mà số lượng ít thôi. Còn cái số lượng đi vô thì rất là nhiều, số lượng đi ra thì ít, mà số lượng đi vô rất là nhiều đó. Đúng rồi, khu vui chơi đua xe, đua ngựa, đua chó. Rồi Tường Thanh xin kết thúc video nha cả nhà, hẹn cả nhà ở video sau.
trước rồi để xe bãi, để xe rất là rộng. Bây giờ hết máy hiên rồi, được dựng đại xe ngoài nắng luôn nè. Đúng rồi, dựng ngoài nắng luôn. Trời ơi, đông quá trời đông luôn. Trời ơi, không có theo thứ tự luôn. Tùm lum luôn. Quá trời đông luôn. Quá trời đông lắm, thôi chú anh chị ơi. Rồi đậu qua đây luôn. Trời ơi, quá trời đông luôn. Hôm nay là ngày chủ nhật, là khu vực Đại Nam của chị Hằng là miễn phí vé toàn bộ luôn các anh chị. Khu vui chơi miễn phí tới 4 tuần chủ nhật luôn. Chủ nhật tuần tới cũng sẽ có luôn. Mà 4 lần như vậy. Trong vòng 1 tháng 4 tuần chủ nhật. Đây là hôm nay là đi, đây là có dân trường vlog rồi. Ở đây là kênh Trường Thanh TV. Đó. Đi từ ngoài Sài Gòn ra tới đây là đúng tiếng 1 tiếng rưỡi tại vì kẹt xe. Xe rất là nhiều. Sáng lên chút xíu anh. Chưa anh thấy đầu. Đứng về được không? Nghẹt luôn. Bấm dừng. Quá trời luôn rồi. Ôi rồi. Hàng ngàn chiếc xe ở đây là sao đếm cho hết. Đây bãi xe nè. Quá trời luôn. Biết bao nhiêu ngàn chiếc. Rồi này. Rồi gửi xe không? Phải nửa tiếng đồng hồ nữa mới vô gửi xe được. Người dân đi bộ đi. Hiện tại giờ này là hiện tại là bây giờ là khoảng 9 giờ người ta đi đông như vậy. Đó, ngoài kia là đang gửi xe vô nữa. Quá trời luôn. Ôi hàng triệu người luôn đó, nguyên một cái ở đằng xa mà bãi xe đó, đó các bạn thấy không? Quá trời luôn. Đây, người dân đi bộ qua đi đường về đây. Hai bà đường vô luôn nha cả nhà. Cứ kẹt cứng hết rồi. Bây giờ mình vô tới đâu thì mình quay chia sẻ tới đó đi. Quá trời đông rồi. Wow. Đây. Đi nộp nộp đi vô luôn. Quá trời quá đất. Wow. À, còn cô chú anh chị theo dõi những video tiếp theo nha. Bây giờ kiếm chỗ núp cái, nắng quá rồi. Vô trong kẹt cứng rồi, không có đi được nữa. Vô trong vừa nóng vừa nắng vừa không có wifi, không có 4G luôn. Cho nên phải đi ngược trở ra để cho trưa hoặc là mát càng thấy mới chạy tới vô nữa. Đây, người dân ở đây nè, các tỉnh đường tập trung về đây. Đó, quá trời luôn. Bây giờ tôi phải đi ngược trở ra ngoài kia chút xíu rồi coi mát mát này vô. Hiện tại là giờ cũng gần 12 giờ rồi. Người vô tới trong mà chia chân chân cũng lọt luôn mà nắng nó không có chỗ nấp luôn. Đó. Người dân ở miền Tây lên cũng có, miền Trung vô cũng có, miền Bắc vô cũng có. Để xe rất là đông. Thế là thành đi ngược trở ra cho
quay video cho cả nhà xem nha. Hiện tại là giờ đi ngược cả ga, đây là cổng tới bãi xe bán, tới quầy bán vé xe điện nè. Nhưng mà hôm nay đông quá không có chiếc xe điện nào chạy luôn, người ta đi mà còn kẹt cứng vậy mà đâu có chạy xe được. Cả nhà mình xem video có hữu ích thì cho Tường Thành xin một subscribe, một comment, một lượt like nhé, để cho Tường Thành có động lực để đi quay tiếp cho cả nhà xem. Người dân cũng đang tiến vào rất là ngày càng nhiều luôn từ sáng tới giờ. Đây là ra cái cổng thứ hai. Đây ra ngoài kiếm cái gì ăn, kiếm nước uống cái đã. Đông rồi nè, đông nghe hết. Nhiều người sử dụng mạng quá cho nên vô trong 4G yếu lắm cả nhà. Có hai anh chị em nào đang ở ngoài cổng thì khoan từ từ hãy vô, để bớt người hãy vô. Vô đây cũng không có like, không có chỗ đứng nữa, nắng thôi nha. Trời nắng trưa rồi. Đó. Quá trời người đó. Bãi xe hơi này đó. mấy ngàn mét vuông giờ đậu này. Không còn chỗ đậu bãi xe hơi này. Hôm qua mình đi rất là tốn, nhìn xa thành phẩm luôn. 63 61 70 51 từ các tỉnh luôn nha cả nhà, từ các tỉnh miền Tây, miền Trung, miền Bắc. Này trong bãi xe kia hết chỗ đậu hay đậu ở bên lề đường đây. Rất tội nghiệp, rất tội nghiệp giữa anh bảo vệ với anh đơn quân. Thì giờ để hỗ trợ cho hơn những cái chỗ mà tụ tập đông người bớt kẹt xe, bớt những chiếc xe hơi chạy thẳng vô bên trong luôn nha cả nhà. Ở ngoài không còn chỗ đậu luôn, vô trong cái chỗ không có chỗ, chạy chở người cả ra đây, xe này chạy người cả ra đây, bên trong không có chỗ gửi nữa. Xe ô tô không, hàng ngàn chiếc xe ô tô, còn xe mô tô bên kia là mấy bãi luôn, mấy bãi xe chật kín hết. Vẫn còn đang vào nhiều lắm nha cả nhà. 6 giờ sáng thì đã có người vô rồi. Đó bây giờ gần 12 giờ. Cả nhà xem video hay thì like chia sẻ cho cả nhà ơi. Để mà có động lực em đi chia sẻ tiếp cho cả nhà xem. Bình thường là đi xe điện, hôm nay là không có xe điện chạy, đi bộ không. Những chiếc xe hơi này chạy vô bên trong không có chỗ gửi, chạy ngược cho ra nữa. Đây, gặp người quen. Chào chị. Chị vô đây hồi nào chị? Hồi sáng. Hôm lúc trước em có đi quay ở đây có gặp chị rồi phải không chị?
đúng rồi. À, quê chị ở đâu quên rồi ta? Quê ở Đắk Lắk. Ờ, từ Đắk Lắk xuống đây luôn. Chị xuống đây từ lúc nào? À, mình đến từ 7 giờ sáng. Ờ, 7 giờ sáng ngày hôm nay à? Sao chị không đi vào bên trong mà chị đi ngược ra? Ở bên trong đông quá, với lại chưa có gặp cô Hằng, chiều nay mới gặp á. À, chiều nay ra ngoài mình ngồi quán đi chờ cô. Chị có nghe thông tin là mấy giờ rồi sẽ gặp cô không chị? Mình nghe là 16 giờ, 18 giờ. 18 giờ là 6 giờ chiều ha. Ở bên trong đông lắm chị, em tính giờ bên trong thử coi có cái gì để quay chia sẻ cho mọi người nè. Trong đông lắm, với lại hồi nãy mình đi vô đông rồi, nắng lắm. Dạ. Xe thì các khu chơi đã đông cứng hết rồi, không còn xe điện đi vào các cái khu đó. Dạ. Chỉ vào khu biển thôi, nhưng mà khu biển thì cũng đông lắm. Dạ. Em có nghe thông tin là nói là hôm nay là cô Hằng miễn phí tất cả các khu vui chơi đồ hả không chị? Đúng rồi. Dạ. Cô Hằng miễn phí tất cả khu vui chơi cũng như là vé xe điện cho mọi người đi vào bên trong để tham quan cũng như gặp giao lưu với cô Hằng á. Dạ. Như là cô Hằng miễn phí là được mấy ngày chị? Miễn phí 4 ngày chủ nhật trong cái tháng này. Dạ. Tháng 2 cuối tháng 9 rồi chủ nhật đầu tháng 10. Dạ. Chị cũng không nhớ ngày nữa. Dạ. À, chị xuống đây chơi chừng nào chị về Đắk Lắk? À, chị nghĩ là tối nay gặp cô Hằng xong rồi lên xe về luôn. Dạ. Chị đi xe hơi xuống à? À không, chị đi xe đò. Dạ. Đây, xe hơi vô đây cũng đâu có chỗ đậu đâu ha. Rồi em cảm ơn chị đã chia sẻ. Bye bye. Người khán giả quen đã, cũng đã từng theo dõi kênh của Trường Thanh thì chia sẻ. Ngày hôm nay gặp chị cũng không nhớ Trường Thanh luôn. Đây hỏi ra mới nhớ. Là quê chị Đắk Lắk, chị xuống đây từ lúc 7 giờ sáng để gặp cô Hằng. Nhưng mà cô Hằng là chiều 6 giờ là 18 giờ tối đó cả nhà. Cô Hằng mới là ra giao lưu với khán giả. Cho nên bây giờ chị ra ngoài trước. Từ bên trong thứ nhất là đông người. Thứ hai là không có wifi 4G. Rất là yếu. Cho nên chị ra ngoài những nơi ăn uống. Rất là tội nghiệp mấy anh công an thấy vô để mà phụ sắp xếp những khu vui chơi, những khu biển nhân tạo nữa cho nó bớt kẹt, tại vì hôm nay là cô Hằng miễn phí hết nên rất là đông người vừa hiếu kỳ để gặp giao lưu cô Hằng, vừa được là ngày cuối tuần để chở con em đi chơi du lịch luôn. Rồi video tới đây Trường Thanh cũng xin kết thúc. Hẹn chào cả nhà cô chú anh chị video tiếp theo nha. Cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh để mà theo dõi những video tiếp theo Trường Thanh sẽ chia sẻ tiếp nhé. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại. Xin chào cô chú anh chị đến với kênh của Hoàng Trường Thanh. Hiện tại là bây giờ là cũng là 1 giờ trưa ngày 29 tháng 9, thì du khách cũng rất là đông đang xếp hàng ở đây để mua nước, mua thức ăn để quay trở vô tiếp. Thì sáng giờ cũng là có một cái lượng khách thì đông quá chịu không nổi cũng về bớt rồi. Hiện tại còn những khách ở lại để hiếu kỳ muốn gặp giao lưu với cô Hằng chiều nay 18 giờ cô Hằng sẽ giao lưu với cô chú anh chị khán giả. Và cũng là cái chương trình chung tay chung sức chung một tấm lòng ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 Yagi, được ban tổ chức khu du lịch Đại Nam tổ chức ngày 29 tháng 9 là ngày chủ nhật, và cái chủ nhật tuần sau là ngày 6 tháng 10, kế tiếp chủ nhật nữa là 13 tây tháng 10, kế nữa là 20 tây tháng 10. Khu du lịch Đại Nam miễn phí vé xe lửa, vé cổng, vé biển, vườn thú, trường đua, tất cả các trò chơi. Số tiền quyên góp được khu du lịch sẽ trao tặng Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng cơn bão số 3 Yagi. Dưới sự giám sát của ban lãnh đạo địa phương và quý khách có mặt tại trường đua trực tiếp trên các kênh thông tin của Đài Nam. Khách bây giờ là cũng đi vào cũng có mà đi ra cũng có, tại vì sáng là sáng giờ trong bên trong là rất là đông luôn. Bây giờ là một số người đi ra ngoài để kiếm gì đó ăn, rồi còn một số thì ở các tỉnh ở miền Tây, miền Đông, miền Bắc, miền Trung rồi để vô trong này. Nhiều xe lắm cả nhà, rất là đông luôn. Hả? Vô bánh mì cho anh. Đây ùn tắc giao thông quá trời rồi. Đây là cái hướng đi ra. Để mình cẩn thận đi qua bên trước kia cái hướng đi vô. Hiện tại thì bây giờ cũng là 1 giờ hơn rồi. Trường đua đã có đua xe và đua ngựa và đua chó rồi nha cả nhà. Đây là từ hướng đi vô trường đua. Những du khách thì cũng đang lần lần về bớt. Một giờ hơn rồi vẫn còn du khách đi vào nè. Cổng phụ và cổng chánh, cổng chánh trên kia rất là đông luôn. Đây là cổng phụ, cổng chánh trên kia là quốc lộ 13. Xe ở các tỉnh đều lên Đài Nam này nha. 61 nè, 47 nè, 60 nè. Ở bên kia là 51 nè, 70 nè. Rất là nhiều tỉnh miền Tây, miền Đông, miền Trung, miền Bắc. Nhiều khán giả đây yêu mến cô Hằng. Hiếu Kỳ muốn lên gặp cô Hằng để mà giao lưu, nhưng mà số lượng người quá đông, quá tải luôn, không còn chỗ gửi xe nữa. Cô chú anh chị nào mà hiện còn đang ở nhà chưa đi thì mình có thể là để tuần sau cũng là ngày chủ nhật, ngày 6 Tây cả nhà, thì mình đi sẽ có thể là ít hơn ngày hôm nay. Đây là những chiếc xe em mấy anh chạy xe ôm đưa rước cho những du khách đi bộ không nổi. Đưa rước cho. Trung tâm ngoại ngữ Hoàng gia. 61 Bình Dương. Hôm nay trời nắng rất là gắt, nắng nóng lắm nha cả nhà. Cả nhà mình ai còn ở nhà mà chưa đi thì có thể để tuần sau hả đi, để cho nó bớt kẹt xe. Hôm nay là tuần đầu tiên của giao lưu với cô Hằng thì ai cũng tranh thủ để đi, cho nên kẹt xe dữ lắm.
không có chỗ gửi xe, rồi người đi thì đâu quá vô đống thì trò chơi cũng không chơi được nhiều. Tất cả những trò chơi, những xe điện, vé vào cổng đều miễn phí hết nha cả nhà. Miễn phí mỗi một tuần chủ nhật là 4 tuần vậy đó. Lát nữa đây Trường Thanh sẽ đi vào bên trong. Trước là đi vô cái cổng của trường đua, sau nữa vô cái cổng của bên kia là những nhà mà di tích ở trong bên hông và trò chơi. Nếu mà còn thời gian nữa thì qua khu biển nhân tạo và khu trò chơi, mà chắc là không đủ thời gian rồi, phải hẹn từ sau rồi. Những xe hơi bên trong là ra về rất nhiều, tại vì vô đông quá cũng không có chơi được. Mấy trẻ em đều cũng xếp hàng người chơi, đông người ngột ngạt quá. Có một số xe là vô chỗ không có chỗ gửi nha cả nhà, không có chỗ gửi, vô là quay đầu ra liền. Có một số xe thì đã đi từ lúc sớm cho nên bây giờ về rồi, cũng chờ cô hàng không nổi nữa. Chuyển lên bố lá. Nhân cái dịp này thì tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến trại bố lá 28 ngày ở nơi đó. Tôi còn nghe được hơi ấm từng người. Tôi còn biết tôi còn một cái tương lai tốt đẹp và mong cải tạo tốt để sớm trở về với đời với mọi người. Sau đó tôi lên An Phước. Khi tôi lên An Phước thì vào một đêm mưa gió, mưa tơi bời suốt đêm, tôi ngồi sau song sắt, tôi nhớ chồng, nhớ mẹ, nhớ con, nhớ tất cả mọi người đã thương tôi. Và tôi đã sáng tác bài hát Mưa An Phước dựa theo lời của đoạn Buồn Đêm Mưa, xin hát tặng cho quý vị.